Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những thông tin thời sự quốc tế đầu giờ trên kênh truyền hình Thông Tấn. Tiếp tục thông tin về việc Iran tấn công Israel bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái UAV. Rạng sáng nay theo giờ địa phương, tại nhiều thành phố ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam tại Israel đã xuất hiện còi báo động vật thể bay xâm nhập, bao gồm thành phố Jerusalem và khu vực Biển Chết. Theo truyền thông sở tại, nhiều tiếng nổ đã nghe thấy trên bầu trời của Israel tại nhiều thành phố trên cả nước, được cho là do đánh chặn UAV và tên lửa của Iran. Lực lượng phòng vệ Israel đã khuyến cáo người dân cần tuân thủ theo các hướng dẫn cảnh báo theo thời gian thực. Theo đó, mỗi khi thấy tiếng còi báo động cần phải tìm nơi trú ẩn an toàn. Hiện chưa có nhiều thông tin về tình hình thương vong tại Israel liên quan đến vụ tấn công của Iran. Đáng chú ý, kênh truyền hình 12 của Israel dẫn lời một quan chức Israel khẳng định nước này sẽ có phản ứng đáng kể đối với vụ tấn công của Iran. Lực lượng Mỹ cùng ngày xác nhận đã đánh chặn một số UAV phóng về phía Israel. Đại sứ quán Mỹ tại Israel cũng đã yêu cầu tất cả các nhân viên trú ẩn tại chỗ cho đến khi có thông báo mới. Tuy nhiên, phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc đã yêu cầu Mỹ tránh xa cuộc xung đột giữa Iran và Israel, đồng thời cảnh báo rằng phản ứng của Tehran sẽ mạnh mẽ hơn nhiều nếu Israel trả đũa. Trước đó cùng ngày, truyền thông Iran ngày hôm qua đưa tin, nước này đã bắt giữ một tàu chở container có liên quan đến chính quyền Israel ở vùng Vịnh. Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, lực lượng đặc nhiệm hải quân của nước này đã bắt giữ tàu container mang tên MCS Aries gần với eo biển Hormuz và tàu hiện đang hướng tới vùng lãnh hải Iran. Dữ liệu từ các trang web theo dõi hàng hải cho thấy tàu MCS Aries thuộc công ty vận tải biển quốc tế Zodiac do một doanh nhân Israel đồng sở hữu. Trong một phản ứng, thì Mỹ cũng đã kêu gọi Iran lập tức phóng thích tàu MCS Aries. Trong khi đó, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel cùng ngày cảnh báo Tehran sẽ phải gánh chịu hậu quả nếu lựa chọn leo thang căng thẳng thêm nữa. Israel cũng đang được đặt trong tình trạng báo động cao. Theo đó, toàn bộ các trường học ở Israel sẽ phải đóng cửa trong tuần tới vì lý do an ninh. Những ngày qua, căng thẳng đã gia tăng giữa Israel và Iran sau vụ Israel tấn công tòa nhà lãnh sự quán Iran tại thủ đô Damas ở Syria ngày 1 tháng 4. Nhiều hãng hàng không quốc tế hiện đang thông báo điều chỉnh đường bay tránh không phận Iran. Pháp cũng cảnh báo công dân tránh đến Iran, Israel, Liban hay các vùng lãnh thổ Palestine. Đại sứ quán Mỹ ở Israel cho biết đã hạn chế đi lại của các nhà ngoại giao nước này do lo ngại về vấn đề an ninh. Còn trong khi đó, chiến sự vẫn đang tiếp diễn căng thẳng khi mà quân đội Israel ngày hôm qua đã tấn công nhiều vị trí của lực lượng Hamas ở Gaza cũng như phong trào Hezbollah ở miền Nam Liban. Trong một tuyên bố, quân đội Israel cho biết đã tiến hành không kích chính xác nhằm vào các cơ sở hạ tầng của Hamas ở miền trung Gaza. Lực lượng Hamas cũng xác nhận phía Israel đã tiến hành hàng chục vụ không kích mới ở miền Trung, nơi quân đội Israel đã tái tập hợp lực lượng trong những ngày gần đây. Còn trong khi đó, các nguồn tin ở Liban cho biết Israel đã tiến hành hàng loạt vụ không kích ở các vị trí quân sự của Hezbollah ở miền nam nước này. Tuy nhiên, chưa ghi nhận thương vong sau các vụ không kích này. Thông tin được đưa ra sau khi lực lượng Hezbollah tuyên bố đã bắn hàng chục quả rocket nhằm vào một khu định cư của người Israel. Theo số liệu mới nhất, đã có hơn 33.600 người Palestine thiệt mạng tại Gaza sau hơn 6 tháng xung đột giữa lực lượng Hamas và quân đội Israel. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Trung Quốc và Triều Tiên ngày hôm qua đã cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un với Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế đang ở thăm Bình Nhưỡng. Tại cuộc gặp, nhà lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định quan hệ giữa Triều Tiên và Trung Quốc đã không ngừng phát triển hướng tới một giai đoạn mới, cao hơn và phù hợp với yêu cầu của kỷ nguyên mới. Bình Nhưỡng muốn làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ song phương này. Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc Triệu Lạc Tế cho biết, Bắc Kinh mong muốn thúc đẩy hợp tác song phương thực chất và cùng có lợi để đạt được kết quả mới với Bình Nhưỡng. Trong chuyến thăm Bình Nhưỡng kéo dài 3 ngày, Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Triều Tiên Cho Ryung-hae, thảo luận cách thức thúc đẩy trao đổi và hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực. Chuyến thăm nhằm kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Cũng trong ngày hôm qua, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Nancy Faeser cho biết, trong 6 tháng qua, nước này đã bắt giữ hơn 700 đối tượng buôn người và ngăn chặn gần 18.000 người nhập cư bất hợp pháp nhờ những biện pháp tăng cường kiểm soát biên giới.
Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Fraser cho biết những biện pháp kiểm soát tạm thời ở biên giới với một số nước láng giềng đã mang lại hiệu quả. Theo đó, số đơn xin tị nạn vào Đức trong quý 1 vừa qua đã giảm khoảng 20%, tức là gần 10.000 đơn so với cùng kỳ của năm ngoái. Hiện chính phủ Đức đang cân nhắc đến việc mở rộng kiểm soát biên giới trước và trong thời gian diễn ra giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 bắt đầu vào tháng 6 tới. Trước đó, thì Quốc hội Đức cũng đã bỏ phiếu thông qua việc trả trợ cấp cho người xin tị nạn bằng thẻ thanh toán thay vì tiền mặt. Động thái này nhằm ngăn chặn người di cư sử dụng tiền trợ cấp để trả cho những đối tượng buôn người hoặc chuyển tiền về nước. Cơ quan khí tượng Tây Ban Nha ngày hôm qua cho biết, các khu vực thuộc vùng Galicia ở miền Bắc của nước này cùng quần đảo Canary đã trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong tháng 4 khi mà các luồng không khí nóng từ châu Phi tràn về đang làm tăng nền nhiệt vào dịp cuối tuần này. Tại một số vùng phía Bắc Tây Ban Nha và quần đảo Canary, nhiệt độ ghi nhận được đã cao hơn tới 15 độ C so với nhiệt độ trung bình tháng 4. Theo đó, trong ngày 12 tháng 4, nhiệt độ cao cũng đã phá vỡ các kỷ lục từng được ghi nhận trước đó tại các thành phố Orense và Lero của vùng Galicia, khi nhiệt độ đo được lần lượt đạt 33,9 và 34,9 độ C. Theo cơ quan khí tượng Tây Ban Nha, các kỷ lục nhiệt độ cao sẽ được ghi nhận thường xuyên hơn do các khối không khí ấm mạnh hơn và xuất hiện thường xuyên hơn so với những thập kỷ trước. Đáng chú ý, 3 tháng đầu tiên của năm 2024 cũng là thời điểm nắng nóng kỷ lục ở Tây Ban Nha kể từ khi cơ quan khí tượng Tây Ban Nha bắt đầu ghi nhận thống kê từ năm 1961 đến nay. Ngày hôm qua, chính quyền các thành phố Orenburg, Kurukan của Nga đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi hàng nghìn người dân sơ tán ngay lập tức do nước lũ dâng cao. Theo đó, mực nước sông Uran ở thành phố Orenburg đã dâng lên trên 11,8 mét sau khi nước nhiều con sông lớn đã tràn bờ do trận lũ tuyết tan lịch sử. Theo nhà chức trách sở tại, tình hình hiện vẫn còn đang nhiều thách thức khi mà một số khu vực vẫn đạt đến đỉnh lũ. Còn tại thành phố Kurukan, nước lũ đang tiến dần đến khu vực định cư Baraba gần với trung tâm khu vực. Chính quyền sở tại cho biết một trận lụt lớn có thể xảy ra ở Kurukan những ngày tới và mực nước sông Tobo chảy qua thành phố có thể đang lên tới 11 mét. Trong khi đó, người dân ở Oskar đã bắt đầu trở về nhà sau khi nước lũ bắt đầu rút. Trước đó, các đập kè sông Uran ở thành phố Oskar đã bị vỡ và gây ngập lụt một phần ở thành phố Orenburg. Phần cuối bản tin sẽ là tiểu mục con số trong tuần qua phần trình bày của biên tập viên Nguyễn Hoa. Chào mừng quý vị và các bạn đến với tiểu mục con số trong tuần trên sóng truyền hình Thông Tấn. Thưa quý vị và các bạn, cả thế giới đổ xô đi mua vàng là cách mà nhiều người mô tả về những gì đang diễn ra trên thị trường vàng hiện nay. Và với mức đỉnh mới lập trong tuần này là 2.375 đô la Mỹ một ounce và vẫn còn trong xu hướng tăng giá, giới chuyên gia nhận định rằng nhu cầu đối với kim loại quý sẽ chưa dừng lại tại đây. Tại khu chợ Grand Bazaar lớn nhất và lâu đời nhất thủ đô Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, những ngày này, người ta có thể dễ dàng bắt gặp những hàng dài người xếp hàng mua vàng tại các quầy kim hoàn. Các đồng xu vàng 24K nặng 1g và 5g đều bán rất chạy. Khi tỷ lệ lạm phát tăng cao, mọi người mua vàng để bảo vệ tài sản của mình. Theo dữ liệu của Hội đồng Vàng Thế giới, sự mất giá nhanh chóng của đồng nội tệ Lira và lạm phát tăng vọt trong những năm gần đây đã khiến nhu cầu về vàng miếng và tiền xu ở nước này tăng vọt 88% vào năm ngoái. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, vàng là tài sản đảm bảo giá trị hơn đồng nội tệ. Sản lượng vàng ở Thổ Nhĩ Kỳ đạt 82% vào năm 2023, khi nó trở thành một trong những sản phẩm có lợi tức đầu tư cao nhất. Tương tự tại Trung Quốc, người dân cũng đổ xô tới các tiệm vàng để mua bán. Tôi mua một miếng vàng loại 30g. Tôi muốn mua thêm nhưng giá hơi cao nên tôi sẽ tiếp tục theo dõi thêm trong những ngày tới. Cách đây một tháng tôi mua vàng với giá 481 nhân dân tệ 1g. Hôm nay tôi bán và lãi tổng cộng 1.001 nhân dân tệ. Đây là một khoản lãi đáng kể. Tại Trung Quốc, giá vàng đã tăng khoảng 700 tệ, tương đương 98 đô la Mỹ một gam so với đầu năm. Giá vàng thế giới đã tăng 9,3% trong tháng 3, kéo theo giá vàng trong nước tăng gần 50 nhân dân tệ một gam, tương đương 10% trong cùng kỳ.
Không chỉ người dân thế giới mà các ngân hàng trung ương, dẫn đầu là Trung Quốc, cũng đang tăng cường mua vàng để phòng vệ trong thời kỳ bất ổn địa chính trị và kinh tế gia tăng. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Trung Quốc PBOC, trong tháng 3, ngân hàng này đã mua thêm 5 tấn, nâng tổng lượng vàng ngân hàng này nắm giữ lên 72,74 triệu ounce, tương đương khoảng 2.262 tấn so với tháng 2. Giá trị vàng dự trữ của Ngân hàng Trung ương này cũng đã tăng từ 49 tỷ đô la Mỹ lên 61 tỷ đô la Mỹ. Hội đồng Vàng Thế giới cho biết Trung Quốc đã bổ sung vàng vào kho dự trữ của mình trong 17 tháng liên tiếp. Số liệu lạm phát trong tháng 3 nóng hơn dự kiến của Mỹ đã khiến cho đồng yên Nhật Bản chạm xuống mức thấp nhất trong gần 34 năm. Cụ thể, trong phiên giao dịch ngày 10 tháng 4 tại thị trường New York, đồng nội tệ Nhật Bản xuống mức 153,24 yên đổi 1 đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ tháng 6 năm 1990. Lạm phát của Mỹ cao hơn dự đoán, tăng thêm dự đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed có thể sẽ trì hoãn kế hoạch cắt giảm lãi suất. Điều này khiến giá đồng đô la Mỹ tăng cao, qua đó thúc đẩy các nhà đầu tư đẩy mạnh bán đồng yên để lấy đồng đô la Mỹ. Vâng, 6 tỷ đô la Mỹ là giá trị kinh tế mà Mỹ thu được từ sự kiện Nhật thực toàn phần vừa diễn ra đầu tuần qua. Thống kê cho thấy có đến 5 triệu người thực hiện các chuyến đi tới các địa điểm ngắm Nhật thực toàn phần. Các sân vận động, công viên, nhà hàng ngoài trời đều chật ních người muốn chứng kiến tận mắt Nhật thực. Các công ty du lịch đã tổ chức các chuyến tham quan đặc biệt nhân dịp Nhật thực. Ước tính các hoạt động kinh tế phát sinh từ hiện tượng này đóng góp tới 6 tỷ đô la Mỹ cho kinh tế Mỹ. Theo cảnh báo mới đây của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, thì các đợt nắng nóng quy mô lớn trên khắp Đông Á và Thái Bình Dương có thể sẽ khiến cho hơn 243 triệu trẻ em gặp nguy hiểm. Theo UNICEF, các đợt nắng nóng dữ dội và thường xuyên hơn trong mùa hè năm nay đặc biệt đáng lo ngại vì độ ẩm cao khiến cơ thể khó hạ nhiệt tự nhiên hơn. Do trẻ em ít có khả năng điều chỉnh nhiệt độ cơ thể hơn người lớn, nên các em dễ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt như bệnh hô hấp mãn tính, hen suyễn và các bệnh tim mạch. Ngoài ra, cơ quan này cũng cảnh báo tất cả 2 tỷ trẻ em trên thế giới dự kiến sẽ phải hứng chịu tác động của sóng nhiệt cao vào năm 2050, bất kể kịch bản phát thải khí nhà kính như thế nào. Với thành tích leo dây 110 mét lên tầng 2 của tháp Eiffel chỉ trong vòng 18 phút, nữ vận động viên người Pháp Anouk Garnier vừa phá kỷ lục thế giới cho bộ môn này. Được trang bị dây an toàn, cô Anouk Garnier đã thực hiện hành trình chinh phục một trong những địa danh mang tính biểu tượng nhất của thủ đô Paris trước hàng nghìn người hâm mộ. Đặt mục tiêu leo lên 100 mét trong vòng 20 phút, nhưng trên thực tế, cô chỉ cần 18 phút để hoàn tất hành trình này. Kỷ lục thế giới trước đó thuộc về vận động viên Nam Phi Thomas Van Tonder với thành tích leo dây 90m lên tháp Soweto ở Johannesburg vào năm 2020. Và những thông tin vừa rồi đã khép lại tiểu mục con số trong tuần của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào giờ này tuần sau.